Alo anh em, chào mừng em đến, như là quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Khương Kaler. Thì hôm nay Gà Na có ra cái nắm đấm mới anh em ơi. Lô xích quyền giá trị từ 19 kim cương, chắc chắn nhận sau 6 lượt quay anh em ơi. Thì ok, đôm thử xem nó như thế nào anh em. Này dòng quay huy hiệu. Trước khi đôm thì anh em nhớ cho mình xin một like nha. Cho nên cái kênh này nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Có luôn chuông thông báo nha anh em. Cảm ơn em rất là nhiều. Cả là xì anh em ơi. Thì trong đây nó có một cái lô xích quyền nè, một cái lưỡi hái lôi băng khá là xịn em, có cái đờn ở trên thì phải, đây đờn gãy anh em, một cái gì nữa hết rồi. Mấy cái này thì bình thường, cái lựu đạn này cũng xịn anh em. Hổ gầm, đao vàng gồng, mấy cái này thì không đáng tiền. Thì đây là cái huy hiệu rồi anh em, bao nhiêu huy hiệu đây? Ok, 7 huy hiệu thôi. Cái này thì 3 huy hiệu là nhận được cái này rồi. Không biết là nó có giống như mấy kia 995 cộng 1 lượt là trúng không anh em. Ok, thử nha. Nó có thêm mấy cái 299 kim cương nữa anh em. Mình thử xem nó có ra được cái lần nào 299 kim cương không ha. 1K9 kim cương, không biết anh em mình có ăn được cái gì không. 6 lượt quay thì chắc chắn sẽ nhận được cái gì đó. Ok. Ok anh em, ổn anh em ơi. Nhưng mà nó không được cái gì ta, không được cái quy hiệu ta, nhận quà nhưng mà nhận quà đó thì ăn thua gì anh em. Thì OB tiếp theo là anh em mình có thêm một cái nắm đấm mới anh em, nắm đấm nâng cấp hả. Ok, 99 kim cương anh em, mình nhận được một món quà nhưng mà thứ mình cần là cái quy hiệu anh em ơi. Mình sẽ thử 6 lượt xem nó như thế nào nha anh em, có thể là Gana bịp anh em mình nữa rồi. Này lục vết thì lần nào cũng trúng một món quà thôi, nhưng mà thứ mình cần đó đi, đâu có thứ mình cần đâu. 3 lượt rồi nha anh em, 6 lượt, 6 lượt này sẽ đó là trúng một cái gì đó, nhưng mà lần nào nó cũng trúng á. Đồ đạn hổ gầm này, từ quà này thì cũng tính ra thì nó cũng rẻ anh em ơi, nhưng mà cảm giác cứ bị bẹp bẹp như thế nào anh em. Nắm đấm nâng cấp thì sẽ ok hơn. Nắm đấm này mình thấy cũng đẹp, đơm cho anh em xem test thử. Và lâu có ngồi cũng ra lại nữa. Vỏ đạn năm rồi, lần này là lần thứ 6 nha anh em. 6 này, vỏ đạn chúng cái gì vậy? Quán liên hoa rồi cái quy hiệu đâu. Alo, cái quy hiệu đó nè. Bịp rồi anh em ơi. Thử không một cái quy hiệu luôn nha. Cái này là lượt thứ mấy rồi? Thứ 5 hay thứ 6? Thứ 6 rồi. 6 hay thứ 7 gì đó anh em. Nhưng mà mấy cái này làm cái gì? Đừng nói chứ. Phải cái đạn ạ. Không một quy hiệu luôn đi. Không một huy hiệu luôn. Gana nói là cái gì đó mà nó lừa à? Lần nữa coi là anh em mình mất gần cái kim cương rồi anh em. Lần nào thì nó cũng trúng, mình trúng mấy cái quà mà có lại rồi anh em. Thôi anh em ơi, thì khuyên chân thành là anh em bỏ cái vòng quay này đi, anh em đợi cái nắm đấm nâng cấp mà chơi anh em ơi. Còn nếu anh em sưu tầm thì có thể đôm thử cũng được, thử vận may. Nhưng mà mình 10 lượt rồi, 10 lượt nhưng mà vẫn không ra được nổi một cái quy hiệu anh em. Thì thấy nó rẻ nè, quy đổi thì khá là ít nè, nhưng mà như thế này thì toan quá anh em. Quà thì trúng hết rồi. Ok, sẽ thử vận may thêm một tí nữa, đổi ạc anh em, đổi ạc chiến thêm lần nữa xem. Thử xem đổi hạt thì giật mai nó có khác không. Ok, nhưng mà nó bịp quá anh em. Bịp thực sự. Tủ đồ Gana nói là 6 lượt là chắc chắn nhận quà, nhưng mà quà hơi lộn. Ok, mấy cái hộp đâu, mở mấy hộp ra thử có ăn ngủ được gì không đi bơi. Chúng rồi nè, chúng này. À, ba món nguyên diện cũng ok.
ai ngủ được tí xíu này cho phục Tết này đi, cho phục Tết nên là không chung. Nhưng mà vòng quay này nó bẹp quá anh em ơi, chụp thế này mở mấy cái này thì nó hơi đỏ một tí. Ok anh em đợi đổi qua một ạc nữa để xem cái tỷ lệ nó như thế nào anh em ơi, xem mấy cái ạc ít chơi ít nạp thì nó sẽ như thế nào. Ok nhưng mà vòng quay này toan á, toan chặt ạc này thì đang có 300 kim cương thôi. Anh em thấy ở đây rõ ràng là chắc chắn nhận quà sau 6 lượt quay rồi sẽ nhận được 6 sẽ được quà, nhưng mà trong khi quay mấy chục lượt rồi có được gì đâu. À đúng rồi, Kena nói 6 lượt là 5+1 nên em là được 6 lượt 5+1 là 6 lượt anh em ơi. Đúng rồi, chết lầm Kena rồi, nhưng mà tỷ lệ này thì thôi đấm này chắc chắn nhận quà sau 6 lượt chuẩn là 6 lượt này. Đây 6 lượt là được cái lợi hái nè, được cái dán nước. Gana nói là trúng quà sau 6 lượt chứ Gana không nói là trúng được quy hiệu hoặc là nắm đấm đi. Như lúc trước quay 10 lần á thì nó được một cái quy hiệu thì lại ngon, giá nó lại ngon anh em ơi. Mà cái này thì cái này được cái lưỡi hái nè. Ok, cái này thì cũng an ngủ được phần nào anh em. Ok, ai đủ phần nào được cái lưỡi hái cũng đẹp anh em. Vũ khí nè. Hạt mình thì không trúng được cái gì hết. Cây cận chiến này. Lưỡi hái. Rồi. Hái này cũng xịn sò con bò. Còn nếu anh em chưa biết cái UB sao cái nâng cấp nắm đấm nâng cấp như thế nào thì nó nằm ở đây anh em ơi, để mình cho anh em xem tí nha. Thì thôi cái vòng quay này thì chơi không được thì thôi ngưng anh em ơi. Chớ cái tỷ lệ mà ra quy hiệu như thế này thì mình thấy to lắm. Cứ đợi thêm một vài ngày nữa thôi, một vài ngày nữa là anh em mình có nắm đấm mới rồi. Đây là bên UB test rồi nè, nâng cấp này. Đây là nắm đấm mới nè, chi tiết này level 1, level 2. Nếu này nó giống như nắm đấm bản xạ, level 3 thì nó có cái gì này, hiệu ứng giết nè, thông báo hạ gục nè, khá là xịn, trước giờ đâu có thông báo hạ gục nè. Level 4 rồi, level 4 là có hành động độc quyền rồi, nhưng mà bên đây nó chưa lót được nè, nó chỉ có 5 level thôi. Nắm anh em đơm cái nắm đấm này nó sẽ ok hơn nha. Ok, video này thì mình test xương xương cái dòng quay cho anh em xem rồi đó. Anh em thấy hay thì nhớ cho mình xin một like nha. Cho nên cái kênh, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, bấm chuông thông báo nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye, hẹn em ở video tiếp theo.